Mùi khoai lát đúng là Việt Nam mình rồi. Vừa Tuấn vừa nói câu đấy con cái thì em đi hiểu cái cảm luôn ấy. Phải là em lao một phát súng dưới chân cho vai con cái là Liverpool hết luôn. Nói như kiểu bị sốc ấy. Vãi. Thật luôn. Nói như kiểu cái gì đập thẳng mặt ra vào cái tắc thở luôn. Anh toàn đi phía sau anh toàn ở.